lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng có truyền thống hiếu học, là những người con trong dòng tộc họ Giáp, chúng ta rất lấy làm vinh dự và tự hào về một đại tộc có bề dày về thời gian và lịch sử mà nhiều người đã đỗ đạt và thành danh, tiêu biểu là Trạng Nguyên Giáp Hải. Tên tuổi của ông đã làm vang danh gia tộc như mạch nguồn chảy mãi, con cháu dòng họ vẫn đang tiếp nối phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông. Hôm nay, trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn đại tộc, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, chúng ta long trọng tổ chức đại hội Giáp Tộc thành phố Bắc Giang lần thứ nhất. Là những người con trong dòng họ Giáp Phùng Thịnh Kế, đến với đại hội ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng gửi tới chương trình văn nghệ chào mừng đại hội. Và ngay sau đây, không để quý vị chúng ta chờ lâu hơn nữa, xin mời chúng ta cùng đứng lên sân khấu để thưởng thức chương trình văn nghệ của Giáp Liền Anh Liền Chị đến từ chi họ Giáp Phùng Thịnh Kế. Và đó, nói đến là đối với đối cao nguyên thì người con họ của chúng em thường có câu rằng: ba quan một chiếc thuyền nan, có về với hội có cái nan tầm chồng. Ba quan một chiếc thuyền rồng, có về với hội có cái công đi tìm. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà để em về thưa với mẹ cha. Và ngay sau đây xin trân trọng gửi tới đại hội tổ quốc hát đối gia riêng do các Liền Anh Liền Chị đến từ câu lạc bộ văn nghệ chi họ Giáp Phường Thịnh Kế thể hiện. Xin mời chúng ta cùng thưởng thức.
nhất trí với chồng, ba ông bà và toàn thể gia đình. Một, ông Giác Văn Thông. Hai, ông Giác Thiên Phú. Ba, ông Giác Hồng Thám. Đại thư ký hội nghị đại biểu các vị hòa giác thành phố Bắc Giang ngày 19/9/2016 nhất trí và giới thiệu ông Giác Văn Nam xin đại hội cho ý kiến bổ sung, ý kiến thay đổi nhân sự. Nếu đại hội không có ý kiến nào khác đề nghị đại hội cho tổ chức khi mà ý kiến của đại hội. Đại hội không có ý kiến chỉ khác và đại hội đã nhất trí 100% bầu làm chủ tịch và thư ký đại hội. Kính mời toàn thể